chào khán giả kênh Con Dừa. Con Dừa đang đi làm về trên đường Võ Thị Sáu, ngay góc Võ Thị Sáu với lại Bà Huyện Thanh Quan. Tôi vừa phát hiện một ông chú làm các con đồ chơi bằng lá dừa rất là dễ thương, nên Con Dừa dừng lại để Con Dừa hỏi thăm chú. Đây, ông chú. Em chú đang làm. Chào chú. Chú làm cái này hay quá vậy. Dạ. Chú làm lâu chưa chú? Chú làm 6 năm mấy rồi cháu. Dạ, nhà quê chú ở đâu mà chú làm cái này? Chú ở Gò Công. Gò Công Tiền Giang. Tiền Giang á. Trước đó chú làm công việc gì? Hồi trước thì chú vẽ tranh á. Dạ. Chú vẽ tranh với tranh sơn dầu. Dạ. Nhưng bây giờ chú không vẽ nữa hả? Tại vì mắt chú kém rồi. Dạ. Nay chú 68 rồi, mắt nó không thấy rõ được mà vẽ. Dạ. Thử ra bắt đầu chú qua làm cái này. Dạ. Tại vì cái này đó hồi trước chú có đi học. Dạ. Lúc chú học là lúc chú còn tiểu học, đi theo ông thầy á, sáng đi học chiều đi theo ông thầy làm bán này nè. Dạ. Chú không biết cái này chú đang làm con gì chú? Chú đang làm con hu á, con nai á. Chú làm được những con nào? Chú làm nhiều con lắm, cứ khách muốn con gì là chú làm con đó. Dạ. Dở nó lên cho thấy mặt ơi, đẹp trai. Rồi sụp mặt nó lên. Rồi đây có bông hồng nữa nè. Nó dễ thương. Đây có cây con gì đó. Cái lúc kia hết rồi, bao thanh niên nó còn cái con này con cua. 24 con giáp đúng không? 12 con giáp. Đâu có. Làm đây là con cá. 18 con rồi mà. 8 con rồi mà. Ủa này con gì chú? Cao. Cái đó con khủng long. Khủng long. Này con cao. Ăn tôm cao, bún rồi heo gà gì. Dạ. Làm hết. Dạ. Cái này chú đang làm con gì chú? Con hu nè. Hu. Dạ. Chú làm cái máy bay được không? Được chứ. Con biết làm cái máy bay. Không, làm máy bay nhưng mà máy bay kia thì nó không có đẹp, chú làm máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng mới làm. Nó mới đẹp. Dạ. Đây lá dừa này chú lấy ở đâu? Cũng ở dưới quê luôn. Ủa chú quê trả lên cho chú hả? Hết cái kêu mấy đứa cháu đó, nó chặt cho nó chợ đem lên. Ủa rồi chú ở đây hay là chú? Chú ở đây, chú ở Bình Tân nè. Chú ở chợ hay là nhà? Không, nhà con gái chú. Hay quá ta. Có cao cạc luôn nè. Đây. Đám cưới cứ làm cổng lá dừa được luôn hả? Đó con này cũng kia rồi đó. Còn cái này là của chú nè, tên chú nè, là địa chỉ luôn, số điện thoại luôn nè. Dạ. Hay quá ta. Nhưng mà chú ngồi góc đường này lâu chưa? Không, chú đi khắp nơi à. Bữa nay bán đây nhưng mà mai đi bán chỗ khác rồi đó. Ủa vậy hả? Rồi kiếm chú làm sao? Thì có địa chỉ alo. Dạ. Chứ nhiều khi chú đi làm mấy cái tiệc rồi đó. Con tưởng đâu chú ngồi cố định ở ngay Võ Thị Sáu với lại Bà Huyện Thanh Quan chứ. Không có. Chú đi khắp nơi à. Dạ, đồ nghề mình có gì chú? Gồm có kéo vậy thôi. Đây đồ nghề mình hả chú? Đi ra nè, đó vậy thôi à. Kéo kèm ơi. Trời ơi, chú đi làm, đặc biệt chú đi làm show nhiều lắm. Dạ. Rồi chú vô mấy trường học chú dạy nữa. Cái này là kỷ niệm tuổi thơ nè. Đó. Giới thiệu với chị kia để chỉ là chị chọn. Ở trường học á, rồi mấy thầy cô giáo á, lên một tiết cái đầu chú vô chú chỉ cho mấy đứa trẻ đó nó làm về cái này. Dạ. Nó dân gian á. Dạ, dân gian hay. Giờ chơi đồ chơi nhựa không à? Với điện tử được không à? Chú thắp cho con 999 đó hồng nhận tặng vợ con ơi. Chắc tới lâu lắm à. Dữ lắm à. Nhưng bông hồng này thì bao nhiêu chú? Cũng vậy, cũng 20 ngàn. 20 ngàn, cái này là 20 ngàn hết hả chú? 20 ngàn hết á. Cào cào 20 ngàn. Nước luôn bán thì cua. Con cua này nấu bầu được không chú? Cũng long. Để con mua mấy con này đi, để về cho mấy đứa nhỏ nó chơi. Nó chơi cho nó biết. Dạ, con mua mấy con ta, con mua 4 con đi. Bây giờ chú cũng về rồi, chú cũng hết làm con. Vậy này hả? Nó về rồi. Làm con này nó về ha. Vậy con mua 4 con này đi. Con lấy 4 con này. Còn cái này thấy con vui vẻ là cái bông hồng này là riêng là chú tặng con. Tặng con thôi, con mua luôn để về tặng vợ con. Ok. Đây mọi người, đang đây là góc ngã tư của Bà Huyện Thanh Quan với Võ Thị Sáu. Ngay góc đường này đông xe lắm.
À, con vừa đi làm về ngang cái con vừa thấy chú ngồi chú làm rất là dễ thương, con vừa sẽ mua về cho mấy bạn nhỏ chơi. Đó, nhà đây là con cua. Con cua. Cua nè. Cua này cua cái cua đực chứ? À. Cua cái hay cua đực? Cái này là chắc cua cái quá. Cua cái không biết cua gì. Cua này cua Cà Mau hả cua gì chú? Cua này. Rồi đây là con khủng long. Khủng long trời, con sợ khủng long lắm. Khủng long lửa. Khủng long lửa đó. Đây là con cá. Đây đây là con cá. Rồi à. Cho ta coi. À. Chú cá cái này ngồi chỗ con thắng ván hai đúng không? À đó, rồi cá khủng đạo. Cái chú đi vòng vậy à. Em không mua hả? Ờ, thấy chú hay ngồi đây coi thắng ván hai. Rồi không. Ủa giờ là chú bán xong rồi chú về luôn hả? Thôi giờ về nè. Tối quá không thấy đường nào. À, tối không thấy đường về. Dạ. Lát con chú về chung đường luôn, con cũng về hướng ngoài ngoại mà. Nè chú thắt con này luôn xong luôn đi. Rồi. 5 mâm món ha. Đây con dừa có mua một bông hoa để về tặng cho bà xã của con dừa. Đây là số điện thoại của chú nè, ai có làm đám cưới gì đó gọi chú để làm cẩm lá dừa. Và đám cưới cẩm lá dừa giờ ít người làm hả chú? Ờ mà chú làm cẩm gì bao nhiêu? Mấy triệu á con. Dạ. Nhưng mà làm một cái cổng á là phải chở một xe lớn tới lá dừa mới làm đủ á. Dạ. Mà phải làm từ 8 người trở lên mới làm nổi. Mà chú là làm chính. À đó chú. Mấy người kia phụ. Là coi như là phải kêu là 7-8 người đệ tử nữa tới để mà làm. Dạ. Hay quá. Cái cổng lên tới mấy triệu nữa chứ. Cái này là tốn công của mình nhiều hơn hả chú? Ừ, nhiều lắm, làm cái cổng nhiều công lắm. Thế làm mấy con này tốn công với lại chứ lá dừa thì không tốn nhiều. Không có nhiều. Còn làm cổng á là tốn nó nhiều. Ai làm cho chú vậy? Thì chú cũng làm luôn. Chú làm nóng hả? À. Trời ơi, làm nóng có nơ luôn trời ơi. Ờ, có sao rồi. Mà sao? Thì chú làm con kia tiếp đi. Xong chưa chú? Còn hơi lâu chút. Còn cái chân nữa là được rồi đó. Dạ. Đẹp quá, thích ghê. À, con thích là con biết làm chống chống rồi biết làm kèn với lại con biết làm máy bay đơn giản à. À. Chứ không làm việc thằng được. Ví dụ ha. Con mà thích á, cái chiều tối con đi làm về con ghé nhà chú. Dạ. Cái nào chú chỉ. Dạ. À, chú chỉ con làm. Cho con phải không? À đó đó. Cứ thích rồi mà không lấy tiền. Dạ. À. Chứ bây Nhưng giờ con gì khó nhất chú? Hả? Con gì khó làm nhất chú? Nói chung là cũng không có con gì khó đó. Chắc con người khó nhất quá. Con người là khó là cái là mình làm không được. Dạ. Đó, người mình làm không được. Chứ mình đã Ủa cái này gì trong đây chú? À cái này để đựng đó đó. À. Đó, mình bỏ hôm nay nè, mình làm tối cái này chắc 2-3 ngày nó héo hết khô chứ. Không khô chơi cũng được mà. Nó khô như cái nắng lá nè. À cũng chơi được. Nó trắng lại. Dạ. Nhưng mà vẫn y nguyên luôn. Dạ. Nhưng mà để 1-2 năm cũng được hết. Dạ. Còn vỏ cái vỏ gì có chú vậy? À. Đây, đồ nghề, nước nôi rồi. Còn heo ha. À, đó đó. Mấy người trẻ giờ hết tay làm được hết chú. À. Nó không quan tâm tới nữa chứ. Dạ, ít chơi luôn á. Ít chơi lắm. Mấy đứa nít nó không biết chơi đâu, nhỏ mình không có đồ chơi á. À. Để mình chơi, mình lấy món này mình chơi. Mà có cái người lớn á, người ta thích nhiều hơn là con nít á. Cái dạ. Này nè, bởi vì chú ngồi ngoài đường chú bán là vậy á. Ta nhớ về tuổi thơ ha. À. Cái nấu chú làm cũng khéo quá tay. Ừ. Nấu mấy đội lâu không chú? Chú đội năm mấy rồi. Năm mấy còn mới vậy trời. Ờ, nó trắng vậy thôi à, chứ nó không có bị gì hết á. Này chú không có làm bán hả? Không. Làm đổi không á? Làm cực lắm. Cái nón làm lâu lắm. Mình chỉ làm cái để mình đổi vậy thôi. À. Chú làm con này đi con lấy luôn cho. Được rồi, cái này chú tặng cho. Chú về rồi. Dạ. Đây là con U. Chú làm họa sĩ bao lâu rồi chú? Hả? À. Chú biết vẽ hồi nhỏ lắm mà. Dạ. À. Thầy của chú là họa sĩ điêu khắc Mai Lân á. Dạ. Nổi tiếng ở thành phố này nè, hồi đời quỷ á. Dạ. Đó. Là bây giờ còn kỷ niệm là mấy cái tượng đài mà của Đổng Thiên Dương là ổng làm à đó là hồi đó là chú còn nhỏ là chú đi theo ổng. Cái đó điêu khắc là cái đó điêu khắc à. À họa sĩ điêu khắc á. Ổng là họa sĩ điêu khắc mà thầy của chú là. Dạ. Có thầy hết chứ.
cái này làm mình phải tỉ mỉ nè, phải kiên nhẫn chứ mình làm nóng nóng mình làm dễ hư lắm. Có gắn hai con mắt, mua hai cái này làm con mắt hả chú? Ngày chú khoảng ba bán khoảng được nhiêu con? Khoảng hai mấy ba chục con vậy thôi. Bữa nào đắt lắm á mới là được 40 con. Dạ 40 con. Nhưng mà bây giờ không làm hơn nha, tại vì mình không làm nổi. Dạ. Làm cái mức độ của mình tới đó thôi. Chú thường bán ở cung đường nào? Ở những đoạn đường nào? Không, chú bán đủ đường hết á. Dạ. Coi như khắp thành phố mà. Dạ. Gò Vấp cũng có đi bán đó nè. Dạ. Cái này thì tốn công của mình ngồi đau lưng ha. Đây là cái địa điểm ngồi của chú, một góc nhỏ ở bên đường thôi đó. Cái này là cái trẻ chú đựng lá dừa hả? Đựng lá dừa đó. Để cho nó đừng có gãy. Đó, người ta để người ta đựng. Ủa mà sao cho lá dừa chú dài dữ vậy? Đúng rồi, nó đó. Nó vậy á. Này lá dừa bọc lá hả chú? Không phải lá dừa nước. Không phải dừa nước á. Dừa nước phải không? Không phải lá dừa mà mình uống nước. Dừa không phải dừa trái đâu. Đây là dừa nước. Đây là cái loại dừa nước nên có lá nó dài nha mọi người. Mà nhưng mà cái màu nó đẹp. Màu nó đẹp, còn lá kia ngắn mà màu nó xanh. Nó xanh nó xấu lắm, không có đẹp đâu. Cái này nó đẹp. Đó, thứ bảy chủ nhật có làm không chú? Chủ nhật chú nghỉ. Dạ. Chủ nhật nghỉ xã hơn bữa. Đó, sắp sửa thành phẩm cái con nai này nè. Dạ. Đây con nai. Chiều nay về làm khô nai ăn. Nãy chú nói đường nào cũng quên rồi. Nhà chú à? Dạ. Nó đường Phan Anh đó con. Rồi. Con cũng về ngang đó mà. Có chú mặc bộ đồ ba xưa chú ở nhà mặc đồ ba gì đâu chú? Không. Chú ba bộ là người ta tặng cho chú ba màu. Dạ. Chú làm trung thu á. Dạ. Cái người ta thấy chú không có bộ ba, ta nói bây giờ để tặng cho chú mấy bộ ba để mặc để đi làm nó đúng cái phong cách nhà quê hơn á. Nhà quê là mấy cái đồ chơi dân gian này đó. Dạ. Đó, màu nâu nè, bộ màu xanh với bộ màu đen. Dạ. Đó nè, cái này là xong hôm nay rồi nè. Dạ. Thành phẩm hôm nay nè. Con chụp mô hình nè. Hay quá. Rồi, chú đã làm xong. Mọi người có đang đi ngang thấy nhớ ủng hộ chú nha. Cảm ơn chú nhiều, con sẽ lấy con này luôn. Và con sẽ tính tiền cho chú. Chú hay quá, bây giờ là kiếm một người mà giữ lại cái đồ chơi dân gian này là khó lắm nha mọi người. Khó lắm, không có ai hết á. Con vừa rất là thích mấy món này. Chú ai đâu. Con vừa sẽ mua về cho đồng bọn của con vừa chơi. Cảm ơn chú nhiều nha. Dạ chào tạm biệt chú.